các kiểu để làm content đăng lên để mà tham gia cái chương trình mà Trung thu Quy Lớp Food để được tặng giải nhất là một cái ghế massage này, giải nhì cũng là cái ghế massage, giải ba là một bộ bàn chải điện và tăm nước của nhà Brucey, ghế massage thì của nhà King Sport. Đấy, thì cái vấn đề mà quay video làm content các kiểu về bánh Trung thu ngon hay không ngon, nói thẳng ra không sao hết, không sao hết, nhưng mà mình nói theo cái kiểu mà văn minh các kiểu ấy, chứ đừng có kiểu mà ui trời ơi lấy cái sự nổi tiếng ra để đi bán hàng là không không, bọn em không không lấy sự nổi tiếng ra để đi bán hàng, bọn em cũng giống như kiểu mà những nhà bán hàng khác thôi. Đấy, không không có cái chuyện là giá nhập cái bánh hay là làm cái bánh giá 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 một mà bán lên 10, không nha, không bao giờ có. Cái giá cốt bánh của bọn em á, còn đắt hơn là cái giá mà những cái bánh Trung thu bình thường bán nữa, cho nên mọi người yên tâm về chất lượng, cái nguồn nguyên liệu ấy, cái nguồn nguyên liệu đầu vào. Có nhiều người bảo là ngửi cái mùi bánh, ngửi thấy mùi bánh thì thấy mùi cám, mùi mùi gọi là sao ta, mùi cám cám, thì nguyên liệu của cái vỏ bánh là làm người ta làm từ bột mì, nhưng mà bọn em làm từ bột mì nguyên cám đấy, cho nên là lúc ngửi thì nó sẽ khác với là cái mùi vị của những cái bánh Trung thu khác. Thì đấy, mọi người yên tâm về chất lượng nha, còn về khẩu vị thì tùy người à. Đấy, ăn ngon hay không ngon thì mọi người như kiểu mà à hôm nay tôi ăn cái bánh Trung thu của nhà Quang Linh Food, tôi cảm thấy cái bánh Trung thu này ngon. Đấy, một người là ngon rồi, người thứ hai là làm content để mà ai mà view view cao các kiểu ấy để mà trúng thưởng ấy, thì hôm nay tôi sẽ ăn bánh Trung thu của nhà Quang Linh Food và tôi cảm thấy không ngon. Đấy, chỉ cần như thế thôi, chứ có cần là nói là bọn mình làm ăn vớ vẩn đâu. Bởi vì là khi mà có bất kỳ vấn đề gì về sản phẩm á thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Quang Linh Food, Quang Linh Food sẽ hoàn tiền đổi trả hàng cho mọi người, bảo hành bánh cho mọi người, cho mọi người yên tâm nha. Không không có trả sư tử hay gì đâu, trời ơi sư tử ăn hết rồi, đã bảo sư tử đi ăn hết rồi. À vụ sai, sai của bánh Trung thu, sai của bánh Trung thu thì ngày xưa là em bảo là làm 2.000 một cái đúng không, 2.000 một 2.000 bánh một ngày á, bởi vì làm bằng tay. Thì cái khuôn của nhà Quang Linh Food là phải đặt ở bên Trung Quốc, cái khuôn ấy, cái khuôn làm bánh ở Việt Nam chưa chưa ai chưa có cơ sở nào làm được cái khuôn đấy hết, thì bọn em làm ở bên Trung Quốc. Nhưng mà làm thì lại bị sai sót một chút xíu là cái khuôn của bánh nó lại nhỏ hơn cái khuôn trước một chút xíu, cũng không xíu lắm, nhưng mà về cái trọng lượng bánh thì nó là 300 gram như nhau nha mọi người, 300 gram như nhau, cho mọi người yên tâm nha. Đặt gia công bên thứ ba không, bọn em không gọi là sao ra, bọn em trước cái mùa Trung thu là bọn em bao nguyên xưởng, bao nguyên xưởng bánh luôn, và cái xưởng đấy thì có đầy đủ vệ sinh an toàn thực phẩm các kiểu, nói chung là mọi người yên tâm về sức về về chất lượng. Đằng sau cái bánh thì nó sẽ có cái tem á, nó có sẽ có cái tem, xong rồi nó sẽ có đầy đủ thông tin đấy, ai muốn tra thông tin gì thì mọi người lên trên mạng tra thông tin là được. Kiểu trời ơi nghĩ sao mà hình ảnh của team châu Phi như thế, của Quang Linh như thế mà bọn mình lại làm vớ vẩn được không? Bọn mình có thể lời ít. Bọn mình có thể lời ít. Tất nhiên là bán hàng ai cũng phải lời. Bán hàng mà không có lời là nhu. Thì bán hàng tất nhiên là phải lời, nhưng mà lời ít hay lời nhiều là phụ thuộc vào cái tâm của mình. Đấy, ví dụ mà gọi là sao ta? Trời, mọi người cứ comment trả sư tử là mình mình quên hết. Mình quên hết cái cuộc nói chuyện lúc này, trời ơi sư tử không không có nữa đâu. Trả hết rồi. Tức là ông Linh tặng cho ông Hoàng là sư tử to và du thuyền đúng không? Thì ông thì Linh tặng cho
Nam hoàng là sư tử to và du thuyền. Thì cái mà nhận lại của Nam hoàng là chỉ còn con sư tử nữa thôi, còn cái du thuyền bị anh TikTok ăn mất rồi đấy. Và Nam hoàng tặng cho Nhật Lệ con sư tử to thì bị anh TikTok ăn, thì bây giờ chỉ còn con mèo nữa. Thì hôm tặng con mèo cho ông Linh rồi. Trời đất ơi, hôm tặng con mèo cho ông Linh rồi chứ lấy đâu ra mà con sư tử với con du thuyền mà mười mấy củ? Không có, nó chỉ mấy trăm thôi, mấy trăm đô hay sao thôi, là đâu đấy là 2 triệu mấy hay sao thôi, là tặng lại cho ông Linh rồi. Đừng hỏi sư tử các kiểu, nó mệt lắm ấy. Mệt lắm mọi người. Không có sư tử nữa đâu. Đấy, khi nào mình sẽ gọi điện giải thích cho ông Linh, chứ ông Linh vẫn đang cay cú lắm đấy. Mọi người biết tại sao không? Mọi người biết tại sao không? Tiền Linh làm ra mình cầm, tiền công ty Hoàng Tiến làm ra mình cầm. Cho nên là cái quà tặng ở trên TikTok á, tặng đi tặng lại, tặng đi tặng lại á, để các anh làm content, tự nhiên lại đi tặng cho mình. Xong mình cầm luôn. Chết cười. Nó bây giờ mày đòi như thế ấy, đòi thật đấy, không phải đòi đùa đâu. Mùng 1 đầu tháng mà ông còn đi đòi sư tử, không chịu bán hàng. Bây giờ không cho bán nữa, bây giờ nhờ chị ruột hàng du mục bán. Cho nên là đừng có đòi, không đòi được đâu. Tối nay còn em không à? Tối nay mình không biết, tối nay công ty Hoàng Tiến công ty Hoàng Tiến hình như đang ở kho để lấy bánh, để bánh trung thu để ngày mai đi Nha Trang tặng các con nuôi. Mấy giờ live hả? 8 giờ tối. Em đặt khô gà mà lâu quá, bởi vì em đặt khô gà trùng với là cái đợt mà bánh trung thu đang hot á. Trời đất ơi, đang còn hơn 20.000 đơn nữa chưa đi. Và mình sẽ ngày kia mình sẽ cho đi nốt hết để mọi người nhận trước trung thu. Và cái bánh đấy thì sau trung thu mọi người thích mua thì bọn mình vẫn bán tầm 500 đến 1.000 chiếc một ngày. Làm số lượng cũng ít thôi, tầm 500 chiếc một ngày thôi, để nó ổn định cái chất lượng lại á. Ra xài gì mà đang trắng ấy, xài filter của TikTok với chị. Xài filter của TikTok. À, bánh đợt này người ta đánh giá không tốt. Đúng rồi, nếu như mà làm nhiều thì sẽ có kiểu người thích và người không thích ấy. Bởi vì đồ ăn thì không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người được. Đấy. Với là kiểu kiểu làm sao ta? À, ăn ngon hay không ngon là mọi người chê là chuyện bình thường mà. Nhưng mà cái phần về phần chất lượng thì bọn em luôn đảm bảo phần chất lượng cho mọi người.